Lâm Canh Tân là nam diễn viên đình đám người Trung Quốc. Anh nổi lên nhờ vai diễn Thập Tứ A Ca trong phim Bộ Bộ Kinh Tâm, siêu phẩm cổ trang từng gây bão một thời trên khắp các trang mạng xã hội năm 2011. Sở hữu diễn xuất tốt cùng ngoại hình đậm chất tài tử, Lâm Canh Tân từng được bình chọn là một trong tân tứ đại tiểu sinh. Danh hiệu dùng để gọi tên những sao nam đi lên bằng thực lực, chứ không nhờ vào vẻ ngoài đẹp mắt. Nói đến Lâm Canh Tân, không ít người sẽ nghĩ ngay đến những chàng mỹ nam chung tình, nghiêm túc trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, trong đời thực, anh lại là một lãng tử đào hoa có tiếng của Cbiz, chàng bad boy thay người yêu như thay áo, nhưng lại nhận được tình cảm yêu mến của công chúng vì tính cách lề lội. May mắn thành danh ngay từ những ngày đầu ra mắt. Lâm Canh Tân sinh năm 1988 tại Thẩm Dương, Trung Quốc, trong một gia đình nề nếp kiểu mẫu và không có ai theo nghiệp giải trí. Năm 2007, anh theo học tại Học viện Hí kịch Thượng Hải với chuyên ngành biểu diễn. Thời còn là sinh viên, Lâm Canh Tân khá nổi bật và từng xuất hiện trong các chương trình truyền hình, quảng cáo cùng một số phim ngắn, bên cạnh những diễn viên kỳ cựu như Tôn Lệ, Phương Trung Tính. Tuy chỉ đảm nhận những vai nhỏ và cơ hội lên sóng không nhiều, thế nhưng với một ngoại hình cuốn hút, Lâm Canh Tân đã nhanh chóng được khán giả chú ý đến. Từ đây, con đường đi đến danh hiệu nam thần thế hệ mới của anh bắt đầu rộng mở. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp Học viện Hí kịch, anh ký hợp đồng với công ty điện ảnh Đường Nhân và trở thành đàn em của những ngôi sao đình đám lúc bấy giờ như Hồ Ca, Lưu Thi Thi và Viên Hoàng. Ngay khi vừa chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí, Lâm Canh Tân đã may mắn hơn nhiều người. Cùng trong năm 2011, anh được mời tham gia đóng bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm với vai Thập Tứ A Ca. Vai diễn đã giúp anh trở nên nổi tiếng khắp châu Á. Hình ảnh Thập Tứ A Ca hào hoa, phong nhã là đối tượng trong mơ của biết bao cô gái, nhưng lại không cách nào có được người mình yêu đã làm lay động hàng triệu trái tim khán giả xem đài. Vai diễn này cũng giúp mang về cho Lâm Canh Tân giải diễn viên mới xuất sắc tại giải thưởng Sohu Internet TV 2011, đặt dấu ấn đầu tiên của nam diễn viên trẻ trên con đường nghệ thuật trong tương lai. Hành trình khẳng định năng lực của bản thân. Sau thành công từ Bộ Bộ Kinh Tâm, Lâm Canh Tân bắt đầu được để mắt đến nhiều hơn và liên tiếp nhận về những lời mời đóng phim chất lượng. Năm 2012, anh vào vai Trương Liệt trong bộ phim Tiên Hiệp Hiên Viên Kiếm, được chuyển thể từ trò chơi nhập vai nổi tiếng cùng tên. Xây dựng một cốt truyện hấp dẫn, hiệu ứng trong phim vô cùng đẹp mắt và dàn diễn viên trẻ đầy tài năng, Hiên Viên Kiếm vững vàng ở vị trí thứ 7 trong danh sách những bộ phim được xem trực tuyến nhiều nhất năm 2013. Không lâu sau, Lâm Canh Tân lại góp mặt trong bộ phim điện ảnh Địch Nhân Kiệt, Thần Đô Long Vương và nhận được đề cử dành cho diễn viên mới xuất sắc nhất trong liên hoan phim Kim Tượng Hồng Kông lần thứ 33. Năm 2013 có lẽ là một năm khó quên đối với Lâm Canh Tân khi anh liên tiếp được xướng tên tại các lễ trao giải lớn nhỏ. Nhờ vai chính Thư Nang Đà trong Vũ Lạc Truyền Kỳ, chàng diễn viên điển trai được đề cử ở hạng mục nam diễn viên xuất sắc nhất tại liên hoan phim Kim Ưng lần thứ 27. Nhờ những hiệu ứng rất tốt từ các vai diễn cổ trang mà Lâm Canh Tân được khán giả ưu ái đặt cho biệt danh Nam Thần Cổ Trang Thế Hệ Mới. Điều này càng khẳng định thêm sự thành công của anh chàng diễn viên trẻ, điều mà không phải ai cũng có xuất phát điểm như Lâm Canh Tân đều có thể làm được. Anh không chỉ sở hữu một lượng khán giả hâm mộ đông đảo mà còn được giới chuyên môn đánh giá cao về năng lực diễn xuất. Lâm Canh Tân thường xuyên được đề cử trong các giải thưởng uy tín hàng đầu xứ Trung. Năm 2014, Lâm Canh Tân có cơ hội sánh vai cùng Châu Đông Vũ trong tác phẩm điện ảnh Bạn Cùng Bàn, một bộ phim vô cùng lãng mạn về tình yêu tuổi trẻ. Bạn Cùng Bàn không chỉ mang lại thành công về thương mại mà còn giúp Lâm Canh Tân đoạt giải nam diễn viên được hoan nghênh nhất tại Liên hoan phim sinh viên Quảng Châu lần thứ 11. Hai tác phẩm nổi bật khác mà anh từng tham gia trong năm 2014 là Bí Tự Anh Hùng 2, Bình Minh Trở Lại và Trí Thủ Uy Hổ Sơn. Đặc biệt, Trí Thủ Uy Hổ Sơn còn trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất ở mọi thời đại ở Trung Quốc. Trên đà phát triển, anh được mời tham gia vào dự án phim Võ Thần Triệu Tử Long. Bộ phim lấy ý tưởng từ cuốn tiểu thuyết lịch sử Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đóng cùng với anh là Yuna, nữ thần tượng của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc SNSD. Sau khi công chiếu vào tháng 4 năm 2016, Võ Thần Triệu Tử Long đạt tỷ suất người xem khá cao, đồng thời thu về hơn 10 tỷ lượt truy cập thông qua các trang mạng trực tuyến khắp Trung Quốc. Đến năm 2017, Lâm Canh Tân trở lại màn ảnh rộng bằng vai diễn Tô Ngộ Không trong Tây Du Ký, Mối Tình Ngoại Truyện 2 do Từ Khắc làm đạo diễn. Có thể nói rằng, Lâm Canh Tân là một trong số ít diễn viên nhận được sự ưu ái từ đạo diễn Từ Khắc bởi năng lực chuyên môn cao. Cùng trong thời gian này, anh còn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim truyền hình ăn khách Sở Kiều Truyện, lấy ý tưởng từ cuốn tiểu thuyết Hoàng Phi Sở Đặc Công số 11 của tác giả Tiêu Tương Đông Nhi. Bom tấn Sở Kiều Truyện ngay lập tức đã tạo nên cơn sốt chưa từng có về tỷ suất người xem, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến.
Khán giả hẳn sẽ còn nhớ mãi hình ảnh về chàng trai Vũ Văn Huyền trong ấm ngoài lạnh, tuổi đời còn trẻ nhưng đã phải gánh vác một gia tộc to lớn trên vai. Cặp đôi Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh đã công phá màn ảnh nhỏ nhờ lối diễn đầy tinh tế và tài năng của mình, khắc họa chân thực những nét tính cách đặc trưng cùng xúc cảm biến hóa đa dạng của Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều. Thành công vang dội của Sở Kiều truyện đã đưa tên tuổi Lâm Canh Tân lên một tầm cao mới, giúp nam diễn viên khẳng định được vị thế của một ngôi sao hạng A lúc bấy giờ. Về sau, anh còn được bình chọn là một trong tân tứ đại tiểu sinh, danh hiệu dùng để gán cho những sao nam đi lên nhờ thực lực, tính cách lê lội và lịch sử tình trường dày đặc của Lâm Canh Tân. Không giống với hình tượng lạnh lùng, cao cao tại thượng như trong phim, Lâm Canh Tân ngoài đời là một chàng trai vui vẻ, hòa đồng và sở hữu tính cách vô cùng lê lội. Anh đặc biệt rất thích chế ảnh trên mạng xã hội, mua vui cho khán giả hay trêu đùa những người bạn thân thiết. Mỹ Nam của Sở Kiều truyện còn được biết đến là một người có tính cách thẳng thắn, bộc trực và có gì nói nấy. Anh không ngại trá trêu lại với những ai bất đồng quan điểm với mình hoặc chỉ để làm trò chọc cười người hâm mộ. Những biểu cảm khó đỡ của nam diễn viên thường xuyên bị người hâm mộ chế thành ảnh meme và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Chẳng hề nể nang bất cứ ai, Lâm Canh Tân sẵn sàng bêu tên anti-fan trên mạng xã hội. Thậm chí có thông tin cho biết Lâm Canh Tân từng khẩu chiến với anti-fan đến tận 5 giờ rưỡi sáng. Điều này khiến người hâm mộ của Lâm Canh Tân phải tự trêu chọc nhau rằng làm fan của Lâm Canh Tân chỉ cần ngồi hóng hớt xem anh ấy cãi nhau với anti-fan là đủ vui lắm rồi. Lịch sử tình trường của anh chàng điển trai này cũng đặc biệt khác xa so với trong phim. Nếu trên màn ảnh, Lâm Canh Tân thường vào vai một kẻ chung tình thì ngoài đời thực, anh lại là người vô cùng đào hoa. Khi chưa nổi tiếng, anh từng hẹn hò với tiểu thư giàu có Vương Dung. Sau này, khi đã có chỗ đứng nhất định trong giới giải trí, thì mối quan hệ của hai người cũng đến hồi kết thúc. Một thời gian sau, Lâm Canh Tân bị bắt gặp hẹn hò với bạn diễn Châu Đông Vũ, nữ thần tượng đang cực kỳ nổi tiếng nhờ vai diễn trong phim Em của thời niên thiếu. Phóng viên thậm chí còn chụp được khoảnh khắc cả hai cùng nhau bước ra từ một khách sạn. Không giống những ngôi sao khác, Lâm Canh Tân khá thoải mái trong việc công khai tình trạng quan hệ của mình. Vì vậy mà anh luôn được mệnh danh là sát thủ đào hoa bậc nhất làng giải trí. Mối tình với Châu Đông Vũ kết thúc, khán giả lại thấy anh tay trong tay cùng siêu mẫu Bonnie Chan, hai người còn từng đi du lịch châu Âu cùng nhau. Tuy nhiên, cuộc tình này cũng nhanh chóng chấm dứt, đường ai nấy đi. Trong danh sách dày đặc những người tình ấy, Vương Lệ Khôn có lẽ là cái tên gắn bó lâu dài nhất với Lâm Canh Tân. Hai người thậm chí đã dọn về sống chung và lên cả kế hoạch tổ chức đám cưới. Thế nhưng, tính cách phóng khoáng không thích ràng buộc của nam diễn viên đã khiến cho mối quan hệ của hai người rơi vào ngõ cụt. Họ chia tay nhau và sau đó mỗi người cũng đã có những bến đỗ của riêng mình. Điều đáng nói, những scandal tình ái của Mỹ Nam họ Lâm chưa bao giờ là điều gây ảnh hưởng tới tên tuổi của anh chàng. Lâm Canh Tân là trường hợp hiếm hoi của showbiz khi là bad boy đình đám nhưng lại nhận được tình cảm yêu mến của rất đông khán giả.